Xin chào tất cả các bạn đến với Vườn Tường Xanh Channel, một sản phẩm của công ty cổ phần Green Konoha. Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn tuyển tập những cây cảnh quan được chọn lọc dùng để trồng cây trên tường.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin hãy subscribe, đăng ký để theo dõi nhiều hơn nữa nhé.